guys, it's me. I'm Tang from Ama English. And today we come to the first video to study pronunciation through accent quiz. Xin chào mọi người, mình là Miss Thanh đến từ Ama English. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với video clip đầu tiên về học phát âm thông qua các câu nói chuyển động lực. Yes, okay. Thì câu nói hôm nay Thanh muốn chia sẻ cho mọi người là gì? Đây ạ. Yes. Okay, chúng mình bắt đầu đọc và dịch câu này xem có nghĩa là gì nhá. Thanh nghĩ là câu này rất là hay và hữu ích cho mọi người đó. Yes, okay. Câu nói ngày hôm nay sẽ là Words may inspire, but totally action create change. Yes, câu này của Simon Sinek. Câu này rất là hay. Okay, bây giờ chúng ta sẽ học, bắt đầu học luôn nhá. Mình sẽ tách âm cùng với nhau này. Yes. Đầu tiên là cái từ Words. Okay, mình sẽ bắt đầu tách âm đầu tiên đúng không ạ? Okay. Ở đây mình có âm D và S là hai phụ âm khác nhau gần nhau, mình sẽ tách nhá. Yes, mình sẽ tách ở đây. Okay, cái từ này có một âm tiết thôi, thế nhưng mà mình sẽ có hai âm đọc. Mình sẽ đọc là words. Đó, hai âm đọc nhá. Words. Yes. Rồi, cái âm W này, mọi người look at my mouth, nhìn vào khẩu hình miệng của Thanh nhá. Không phải là mọi học viên của Thanh hay đọc là what, không phải thế đâu nhá. Đó, Words. Ok, đầu tiên đó là âm R là dấu hiệu của âm Ơ dài. Mọi người lưu ý cho Thanh nhá. Ok, Thanh sẽ ghi vào cái book tips này nhá. R là dấu hiệu của âm Ơ dài. Cái tips đầu tiên là gì ạ? R là dấu hiệu của âm Ơ dài. Tức là đa số khi mà sập R các bạn sẽ đọc là âm Ơ dài. Right. Đó, R. Words. Và lưu ý âm S ở đây mình sẽ đọc là Z nhá. Tại sao là đọc là Z thì mình cứ tạm thời để hôm sau nhá. Ok, các cái tiết của Thanh sẽ có những cái bài hôm sau. Yes, next. Words. Ok, từ thứ hai mình sẽ đọc là May. Ok, mình lưu ý nhá, mình không đọc là May nhá. May nhá. Ok, học viên của Thanh hay đọc thế lắm, mọi người lưu ý nhá. Mình sẽ đọc là âm A, I dài ở đây, nó sẽ được là âm A. Ok, âm A. Ok, là âm này đó. Yes. Cái từ này là gì ạ? Âm này nó bản chất không phải là âm A ở trong tiếng Việt, mà nó đọc, cách đọc của nó là gì? Bắt đầu từ khẩu hiệu âm E và kéo dài cho đến âm I ngắn. Right. Mình sẽ đọc A. May. Repeat after me. May. Ok, one more time. May. Yes. Âm M mím môi nha. Ok, không phải là M trong tiếng Việt nữa. May. Yes, okay. Thì cái đó là May. Yes. Next. Từ này Inspire ở đây động từ có nghĩa là gì ạ? Truyền cảm hứng đúng không ạ? Truyền cảm hứng hoặc là nguồn cảm hứng cái gì đó. Nói chung là nó là động từ. Mình sẽ tách âm nha. Tách âm cùng nhau nè. Ok. N và S là hai phụ âm khác nhau, gần nhau, thì mình tách nhá. Yes. S và P là hai phụ âm khác nhau, gần nhau, mình tách. Ok. E cuối từ là âm tâm. Rồi, cái tips thứ hai mọi người lưu ý đi cho Thanh là gì ạ? À, âm E cuối từ. E mà đứng cuối từ thì là âm tâm. Silent. Ok. E đứng cuối từ là âm tâm nhá. E đứng cuối từ âm tâm. Vậy thì mình sẽ đọc là Inspire. Ok. Cái từ này có hai âm tiết thôi, thế nhưng mà sẽ có 1, 2, 3, 3 âm đọc. Đó, để tách, mọi người sẽ giới thiệu cho mọi người cách mà tách cái số lượng âm đọc trong một từ. Ok, như thế nào? Mình sẽ có 3 âm tiết mà có 2 âm đọc thôi, nhưng mà phải là có 3 âm... Nhầm, 2 âm tiết thôi nhưng mà có 3 âm đọc. Yes, mình đọc là Inspire. Yes, good job. Mọi người lưu ý cho anh chữ R đây này. Nó hơi, cái từ này sẽ khác nhau giữa anh và anh Mỹ một xíu. Khi mà anh á, thì người ta đọc cái từ này đọc rất là nhẹ, cái R nó đọc rất là nhẹ và thường không có xuất hiện chữ R, nó đọc là Inspire. Ok, âm I nhá. Cái âm I ở đây mình đọc là âm I. Yes. Inspire. Còn anh Mỹ đọc là, đọc cái âm R rõ ràng hơn một xíu, đọc là Inspire. Yes, cái chạm đọc như kiểu inspire ấy. Ok. Rồi, tiếp thì này. But. Mọi người đừng đọc là bất nhá. Ok. Cái này là mình có hai cách, nếu mà nó phiên âm trong từ điển á thì nó sẽ đọc là âm a và âm
Thế nhưng mà trong đa số trong mình nó sẽ là ơ nhá, bởi vì âm ngữ ngắn á, là bởi vì trong quá cái từ bận là từ chỉ chức năng ngữ pháp. Vậy vì trong quá trình mình giao tiếp hoặc đọc trong câu á thì nó sẽ đọc được lướt đi là chủ yếu, và nó sẽ đọc là but, âm ngữ ngắn nhá. Yes. Đây là âm weak form, còn âm strong form của nó là âm á, âm a, đọc là but. Ok, còn weak form thì nó là but. Đó, tóm lại mọi người cứ mặc định cho Thanh, nếu mà trong giao tiếp mình hay đọc là âm ơ nhá, âm ơ, but. Ok, rồi tiếp theo cái từ này. Cái từ mà mọi người hay đọc là only, không phải only nhá, nếu mà mọi người đọc only tức là mọi người đọc mất âm của Thanh rồi đó. Ok, bây giờ Thanh phân tích tại sao mọi người lại đọc mất âm của Thanh nhá. Ví dụ âm n và l đây là hai phụ âm khác nhau gần nhau, mình sẽ tắt. Rồi âm y dài ở đây thì nó là thường y dài đứng cuối câu sẽ được đọc là y ngắn và được coi là một nguyên âm nhé mọi người, được coi là một nguyên âm. Tiếp số 3 này, ok, y dài cuối câu thì sẽ được đa số phiên âm là y ngắn. Ok, y y mình sẽ ghi ở đây là âm y. Ok, còn cái âm này đọc là ớ wow. Ok, mình sẽ đọc là only only only. Nhớ nhá, mà mọi người hay đọc là only thì mọi người sẽ bị mất chữ n của Thanh rồi. Và mới đọc, khi mà tách âm này mình sẽ có là only 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 only. Yes. Only only only. Ok, only but only but only. Mình sẽ nối âm ở đây nhá. Ok, mình sẽ là totally hoặc là only cũng được, tùy mọi người. Đấy là cái nối âm là tùy vào cái how you say, tùy vào cái mục đích của người nói, mình có thể nối hoặc không nối, đúng không ạ? Mình sẽ là but totally hoặc but only cũng đều được. Ok, next từ này. Ok, mình tách âm nào. C và T là hai phụ âm khác nhau gần nhau, mình sẽ tách, đúng không ạ? Ok, rồi cái đuôi tờ ion á, mình sẽ đọc là âm shun, đa số nha, âm sờ á. Yes. Tiếp số 4 này, được chưa? Đuôi tờ ion ở cuối một từ á thì mình sẽ đa số đọc là âm sờ nặng, âm tờ được đọc là âm sờ nặng. Ok, sờ nặng hay nói sờ nặng. Ok, nó là shun, âm tròn môi á, âm sờ tròn môi. Shun. Yes, mình đọc là action. Yes, good job. Ok, cái từ này rất là hay nha. Mình sẽ tách âm nào. CR là hai phụ âm khác nhau gần nhau, mình sẽ tách. Yes. Rồi, cái âm E ở đây á, mình sẽ đọc là âm Y ngắn. Ok, Y ngắn. Và âm A ở đây sẽ là âm A. Ok. T và S, E ở đây là từ cuối cùng câm, cho nên T và S sẽ tách ra. Mình sẽ đọc là create, change, creates. Ok. Và ok, mình có một cái tip sao nhỏ à. À, cái âm A ở đây á, mình sẽ đọc là âm A, giống cái âm mây ở trên đúng không ạ? A. Vậy thì âm A ở đây là khi mà xong một cái từ xuất hiện là A cộng phụ âm cộng E á thì mình sẽ đọc là âm A. Ok, cái tip số 5 cho mọi người nhá. Hôm nay mình học có rất nhiều tip đúng không ạ? Ok, tip số 5 cho mọi người. Ok, nếu mà trong từ được A cộng phụ âm cộng E thì cái âm A này sẽ được đọc là âm yes, A. Ok, A. Ok, thì nó sẽ đọc là A. Mình sẽ đọc là creates. Okay, look at my mouth and repeat after me. Creates. Yes, good job. Còn tại sao mess ở đây đọc là âm s thì mọi người sẽ được học ở video clip về sau nhá. Okay, cách đọc dấu hiệu nhận biết của âm ending sound âm s z e z đó. Okay. Rồi, cái từ cuối cùng, the last words, right? Cái từ này mình đọc là change. Okay, có hai cái âm khó ở đây một xíu. Thứ nhất là âm ch. Thứ hai là âm nj. Right. Ok, âm ch. CH nhá, CH đa số đọc là âm ch, một cái phụ âm trong bảng phiên âm quốc tế đúng không ạ? Là âm ch đó. Âm ch đa số thôi nhá mọi người, bởi vì có trường hợp CH sẽ đọc âm k.
right? Ok. Rồi thì sẽ đọc là ch, âm ge ở cuối này sẽ đọc là âm. Ok, âm j, j, right. Và âm a ở đây sẽ đọc âm a. Ok, hôm nay mình sẽ gặp rất nhiều âm a đúng không ạ? Yes, âm a. Cái tiếng mình sẽ đọc là change, change, change. Yes. Ok, bây giờ mình sẽ đọc lại cùng với Thanh mà mình sẽ đọc chậm lại cùng với nhau nhá. Ok. Words may inspire, but totally action create change. Ok. One more time. Words may inspire, but totally action create change. Words may inspire, but totally action create change. Yes, ok. Ok, đó là cái câu khuất mà hôm nay Thanh muốn chia sẻ cho mọi người. Thanh thấy cái câu này nó khá là hay và nó đúng đối với trường hợp của Thanh và với rất nhiều trường hợp mà Thanh đã từng gặp, nhất là đặc biệt với học viên của Thanh. Tại vì sao? Bởi vì nó nói đến cái sự hành động trong cuộc sống hàng ngày của mình ấy. Đôi khi trong cuộc sống thì mình có rất nhiều các cái ý tưởng, các cái kế hoạch để làm việc mọi thứ. Thế nhưng mà mình luôn luôn mình luôn luôn trì hoãn nó và mình không hành động thì dẫn đến là mình sẽ không thay đổi được cái gì trong cuộc sống của mình cả, đúng không ạ? Ok. Chẳng hạn ví dụ như là rất nhiều học viên của Thành có nói là cô ơi chị muốn là học tiếng Anh á, chị định thế này định thế kia, thế nhưng mà mọi người vẫn chỉ nói là chị ý định như thế thôi và mọi người không hành động, tức là mọi người không bắt tay vào làm, không bắt tay vào học, thì không bao giờ mọi người có được cái kết quả mọi người mong muốn, đúng không ạ? Nếu mà mọi người hành động luôn á thì mọi người sẽ được có 50% đúng và 50% sai. Tức là mọi người sẽ có 50% đúng, tức là tôi hành động thì tôi biết là có thể là tôi sẽ đúng hoặc là có thể tôi sẽ sai, đúng không ạ? Nhưng mà cái bài sai đấy là cái kinh nghiệm và trải nghiệm cho mình. Thế nhưng mà khi mà các bạn không hành động thì các bạn chỉ chắc chắn 100% là các bạn sai hoàn toàn. Bởi vì khi các bạn không hành động thì các bạn sẽ không nhận ra cái lỗi sai của mình, sẽ không biết là các bạn cứ nghĩ là mình đúng. No, no way, đúng không ạ? Không bao giờ. Ok, chúng ta phải học hỏi, luôn luôn học hỏi và luôn luôn phát triển cùng với nhau, đúng không ạ? Chính là chúng ta phải hành động. Và sau khi mà hành động xong, chúng ta mới thấy mình đang thiếu ở chỗ nào, mình đang sót chỗ nào, mình sai hoặc mình đang bị hỏng kiến thức tiếng Anh ở phần nào thì mình cần trau dồi nó, đúng không ạ? Ok, đấy là cái bài học mà Thanh muốn chia sẻ qua cái câu khuất này. Còn đối với các bạn thì sao? Nếu các bạn có cái bài học mà thấy cái câu khuất này đúng hay thì các bạn like và share video clip để cho Thanh và chia sẻ cái bài học của mình ở phía bên dưới để chúng ta có thể học tập cùng nhau, học phát âm, học tiếng Anh cùng với nhau. Bên cạnh đó chúng ta cũng có thể học phát triển bản thân cùng với nhau. Ok, that's it for today. Thank you for listening my lesson. Đó là tất cả ngày hôm nay mình chia sẻ. Cảm ơn đã lắng nghe bài học của Thanh. Hy vọng là chúng ta sẽ có những video clip tiếp theo hay hơn và chúng ta sẽ học được nhiều điều hơn.